Xin kính chào quý khán giả của FPT Play. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với toàn cảnh vòng 18 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Trong số này, SHB Đà Nẵng chờ ngày thăng hạng. PVF CAND củng cố ngôi nhì bảng. Trường Tươi Bình Phước thắng tưng bừng. Hữu Thắng lập siêu phẩm giúp Đồng Tháp có 3 điểm trước Bà Rịa Vũng Tàu. Thủy Chiến trên sân Hòa Bình. Trước khi bước vào vòng 18, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau. Câu lạc bộ Phú Thọ thì đứng chót bảng và bị đội đứng trên bỏ xa đến 10 điểm. Hai đội bóng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tính chất trận đấu không khó đoán, thế trận dành cho đội chủ nhà là dễ hiểu. Tuy nhiên trong hiệp 1, ứng viên thăng hạng chỉ dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của tiền vệ Phạm Văn Hữu. Sang hiệp 2, tiền đạo Phan Văn Long sút phạt đền thành công khi trung vệ Liễu Quang Vinh bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Phút 90, tiền đạo Nguyễn Phi Hoàng ấn định tỷ số 3-0 cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Đây là trận thua thứ 12 của câu lạc bộ Phú Thọ ở mùa giải này. Tân huấn luyện viên Nghiêm Xuân Mạnh đối mặt với bài toán xuống hạng mà không có lời giải. Việc đội bóng đất tổ xuống hạng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Hiện tại, câu lạc bộ Phú Thọ chỉ có 6 điểm, thua hai đội xếp trên 10 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là sẽ khép lại. Còn với SHB Đà Nẵng, đây là trận thắng thứ 12 trong 16 trận đã đấu của đội bóng này. Còn lại là 3 trận hòa và chỉ để thua duy nhất một trận. Điều đó giúp thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có được 39 điểm, hơn đội xếp thứ hai là PVF CAND 7 điểm. Dù PVF CAND giành 2 chiến thắng ở trận gặp Long An và Hòa Bình, thì SHB Đà Nẵng cũng chỉ cần thắng Đồng Tháp vào ngày 24 tháng 5 trên sân nhà là sẽ bỏ xa đối thủ ít nhất 7 điểm khi chỉ còn 3 vòng đấu nữa, giải hạng nhất sẽ khép lại. Đó là khoảng cách an toàn để đội bóng sông Hàn sớm thăng hạng và cả việc lên ngôi vô địch giải hạng nhất. Vì thực tế, PVF CAND chỉ còn 2 trận đấu nên tối đa cũng chỉ có thêm được 6 điểm. Sau khi SHB Đà Nẵng gần như đã chắc chắn lên hạng thì PVF CAND giờ đây chỉ còn một mục tiêu là phải bảo vệ vị trí thứ hai giải hạng nhất để giành quyền đá playoff với đội thứ 13 của V-League. Muốn vậy, thầy trò huấn luyện viên Mauro cần phải thắng ít nhất là tất cả các trận đấu còn lại trên sân nhà và không để sẩy chân trên sân khách để duy trì khoảng cách với các đội xếp sau. Mục tiêu đó đã phần nào hoàn thành khi họ có chiến thắng tưng bừng trước Long An ở vòng đấu thứ 18. Làm khách trên sân của PVF CAND, Long An chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ trong khi đội chủ nhà liên tục tấn công và tạo ra sức ép cực lớn lên khung thành đối thủ. Ngay phút thứ 6, đội chủ nhà đã ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Nguyễn Xuân Nam. Long An nhanh chóng phản công và suýt chút nữa đã ghi bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu của Ngô Hoàng Anh. Những phút sau đó, Long An tiếp tục nỗ lực trong suốt cả trận đấu nhưng không thể ngăn chặn được những pha lên bóng nguy hiểm từ phía PVF CAND. Đến phút 40, Trần Đức Nam đã tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên thành 2-0, kết thúc hiệp 1 với lợi thế cho đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Long An cố gắng đẩy cao đội hình và tạo ra cơ hội nhưng không thể hiện thực hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, PVF CAND tiếp tục ghi thêm bàn để nâng tỷ số lên thành 3-0. Sau nhiều nỗ lực, Châu Chiến cuối cùng cũng ghi được một bàn danh dự nhưng không đủ để thay đổi cục diện của trận đấu. Kết thúc trận đấu, PVF CAND giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 32 điểm có được hiện tại. Trong khi đó, Long An chịu thất bại và tụt xuống vị trí thứ 5, bị Phú Đồng Ninh Bình và Trường Tươi Bình Phước vượt qua trên bảng xếp hạng. Trường Tươi Bình Phước sau trận hòa may mắn ở những phút bù giờ trước Long An ở vòng đấu trước, đã lên tinh thần trở lại khi bước vào vòng đấu thứ 18. Gặp Đồng Nai, đội bóng từng quật ngã mình với tỷ số 2-1 ở trận đấu lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức càng nung nấu quyết tâm đòi nợ để thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên, tìm lại hy vọng ở những vòng đấu cuối cùng. Đúng như dự đoán của người hâm mộ, sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã nhanh chóng kiểm soát bóng, triển khai tấn công phủ đầu ngay từ đầu. Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn và bị chủ nhà tấn công dồn dập, nhưng các cầu thủ Đồng Nai tổ chức phản công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của thủ thành Bùi Tấn Trường. Dù hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng hiệp 1 vẫn khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Anh Đức quyết định có những sự thay đổi người khi đưa Ngọc Mỹ vào sân ở ngay đầu hiệp 2 và sau đó là Văn Tám vào sân ở giữa hiệp.
Chính sự xông xáo của bộ đôi này cùng với mũi nhọn còn lại là Văn Vinh đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đội khách và cuối cùng thành quả cũng đã đến. Hai bàn thắng ở phút 65 và 80 đều là hai cú đánh đầu như tên bắn của Văn Vinh và Văn Tám khiến thủ môn Trương Thái Hiếu phải bó tay. Chưa hết, đến phút thứ 85, sau pha đi bóng rất hay, Ngọc Mỹ truyền cho Văn Tám để cầu thủ này tung ra cú sút nối chính xác. Bóng bay thẳng vào góc cao, ấn định tỷ số 3-0 cho Trường Tươi Bình Phước. Những phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục tạo ra được một số cơ hội ngon ăn nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Trường Tươi Bình Phước tiếp tục xây chắc vị trí thứ 3 với 26 điểm, đồng thời duy trì thành tích bất bại ở lượt về. Sau trận thắng trước câu lạc bộ Phú Thọ ở vòng đấu thứ 13, đội bóng xứ Sen Hồng Đồng Tháp chưa biết thắng và bị níu kéo ở nhóm cuối, chưa có cơ hội thoát lên để đua tranh khu vực giữa bảng xếp hạng. Chính vì vậy, khi tiếp đón câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trên sân nhà, đội bóng này rất quyết tâm có chiến thắng để chính thức bước vào vùng an toàn trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời mở ra hy vọng tiến vào nhóm giữa bảng xếp hạng. Và câu lạc bộ Đồng Tháp đã làm được điều đó khi có được chiến thắng 2-0 trên sân nhà Cao Lãnh trong trận đấu muộn nhất vòng 18 V-League 2 2023-2024. Trong trận thắng Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 2-0, Đồng Tháp bị dính thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 của hậu vệ Trịnh Quang Trường. Đây là tấm thẻ đỏ không đáng có khi cầu thủ này đánh trả lại sự khiêu khích của đối phương. Nhưng chính sự chống đỡ rất hiệu quả trong cả hiệp 2 khi chỉ chơi với 10 người trên sân cùng với việc đã ghi được hai bàn thắng trước đó đã cho thấy ý chí, tinh thần và sự quyết tâm rất cao của Đồng Tháp. Ở trận đấu này, bàn thắng mở tỷ số đến với đội chủ nhà ở phút thứ 37 sau một pha dàn xếp nhanh, Hà Trung Hậu chớp thời cơ rất nhanh để sút bóng bật tay hậu vệ Lê Khả Đức của đội bóng Ó Biển trong vòng cấm địa. Chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền. Chỉ 5 phút sau, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã có một pha xử lý rất ngoạn mục bên ngoài vòng cấm với cú sút xa để ấn định chiến thắng 2-0 cho Đồng Tháp. Trận thắng không chỉ giúp cho Đồng Tháp an toàn trong cuộc đua trụ hạng mà còn mở ra cơ hội đua tranh lên các thứ hạng cao hơn. Bởi ngay vị trí thứ 5 của câu lạc bộ Long An cũng chỉ hơn vị trí thứ 8 của Đồng Tháp có 4 điểm. Trong khi đó, với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng này từ một hiện tượng thú vị ở đầu mùa giải dần rơi xuống nhóm giữa bảng xếp hạng. Điều tương tự với câu lạc bộ Bóng Đá Huế khi họ không còn xuất hiện trong top 3 như giai đoạn lượt đi đầy thăng hoa. Trước trận đấu thuộc vòng 18, câu lạc bộ Hòa Bình có 18 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi câu lạc bộ Phú Đồng Ninh Bình có 23 điểm, xếp ở vị trí thứ 5. Cả hai đội đều đã thi đấu 15 trận. Với lợi thế 2 trận thắng trên sân nhà cùng 1 trận hòa trên sân khách gần đây là động lực lớn cho các cầu thủ đội chủ nhà Hòa Bình. Trong khi đó, câu lạc bộ Phú Đồng Ninh Bình đang xếp trên Hòa Bình 3 bậc trên bảng xếp hạng, hứa hẹn tạo ra một trận đấu hấp dẫn. Ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ hai đội đã chủ động chơi tấn công, không ngại va chạm. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra được vài phút, cơn mưa nặng hạt với sức gió lớn đã làm đổ bảng hiệu phía sau khung thành của hai đội. Đây cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp câu lạc bộ Hòa Bình phải thi đấu dưới trời mưa lớn. Điều này phần nào khiến cho các cầu thủ khó dứt điểm vào lưới đối phương. Phút thứ 30 của hiệp 1, chấn thương đáng tiếc của thủ môn Duy Dũng buộc Hòa Bình phải thay đổi nhân sự. Thủ môn dự bị Hoàng Trung Phong đã phải vào thế chỗ. Dù vậy, sự thể hiện của thủ môn Trung Phong khá chắc chắn, tạo ra sự yên tâm cho các đồng đội. Trong hiệp 1, cả hai đội có nhiều tình huống nguy hiểm đe dọa khung thành của đối phương nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Chính điều đó khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, do mưa lớn, trọng tài đã cho trận đấu tạm dừng hơn 10 phút. Sau đó, dù mưa nặng hạt, trận đấu vẫn tiếp tục và cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm nên sức tấn công khá mạnh mẽ. Nhiều tình huống nguy hiểm nhưng do sân trơn, bóng ướt, nước mưa không kịp thoát đã khiến cho cả hai đội bỏ lỡ nhiều pha bóng có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tưởng chừng bước ngoặt đã đến khi một cầu thủ của đội khách Phú Đồng Ninh Bình phải nhận thẻ đỏ sau khi nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Những phút còn lại, dù thi đấu thiếu người nhưng các cầu thủ Phú Đồng Ninh Bình vẫn chơi ngang ngửa với câu lạc bộ Hòa Bình. Thậm chí còn có nhiều pha bóng nguy hiểm cho thủ môn đội nhà. Câu lạc bộ Hòa Bình cũng thi đấu ngoan cường, tổ chức đội hình dồn lên tấn công và có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn vào lưới của đối phương. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số hòa không đều. Vừa rồi là những diễn biến của 5 cặp đấu thuộc vòng 18 V-League 2 Bia Sa Vàng. Sau đây sẽ là 5 bàn thắng đẹp của vòng đấu này.
Thái Nhàn. Tạt bóng. Rồi dứt điểm. Vào! Xuân Nam. Đội trưởng bên phía BVB CLD đã lên tiếng. Một pha dứt điểm, một chạm rất nhanh của Xuân Nam. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 6 của trận đấu. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Như vậy là Xuân Nam đã có 3 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Xuân Nam có một pha dứt điểm rất nhanh. Văn Hiếu. Văn Hiếu. Vẫn là Văn Hiếu. Vẫn là Văn Hiếu dứt điểm. Vào! Số là 1-0 dành cho SHB Đà Nẵng. Phần mặt chấm tư của huấn luyện viên Nghiêm Xuân Mạnh bên phía câu lạc bộ Phú Thọ. Khi đội bóng của ông bị thủng lưới ở ngay phút thứ 11. Văn Hiếu đã có bàn thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay. Và solo vượt qua 3 đến 4 cầu thủ bên phía đội khách. Quá dễ dàng cho Văn Hiếu trong pha bóng vừa rồi. Số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía SHB Đà Nẵng. Không được tình huống chuyển hướng tấn công, không sự tốt của cầu thủ bên phía Long An. Đức Nam, Đức Nam. Không tung thả vào dứt điểm. Đây mới là pha dứt điểm. Tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ VFF. Một động tác kỹ thuật và dứt điểm quá tuyệt vời của Đức Nam. Đây là hai cái tên Đức Nam và Xuân Nam. Đức Nam và Xuân Nam đã lập công. Và trận đấu trước thì cả hai cầu thủ này cũng đã lập công rồi. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 40. Đó cũng là bàn thắng thứ 3 của Đức Nam ghi được ở mùa giải năm nay. Và sẽ thay hai người. Bá Dương và Hải Dương là những thủ đã sẵn sàng để vào sân. Tuy nhiên trước đó thì câu lạc bộ Đồng Nai đã thủng lưới. Trận đấu quá hấp dẫn dành cho các cổ động viên của Trường Tươi Bình Phước. Nhưng nó lại là một ngày tồi tệ với đội bóng Đồng Nai khi họ phải đối mặt với một hàng công đang rất thăng hoa. Đem lại niềm vui dành cho đội bộ Trường Tươi Bình Phước. Bây giờ là phản công, đường truyền chơi Lâm Hải. Chính xác ở đây là Hữu Thắng, chú chơi. Siêu phẩm vừa được vẽ ra và 2-0 dành cho đội chủ nhà. Một cú đá mỹ chê của đội trưởng Hữu Thắng. Đúng là đội chủ nhà đã chơi rất hay, rất cháy lúc này. Bàn thắng đầu tiên của Hữu Thắng tại mùa giải năm nay đều là những lần đầu tiên. Lần đầu tiên với một bàn thắng rất đẹp. Một cú đá khiến cho Lâm Hào chỉ bay người trong vô vọng. Và để tô điểm thêm một bàn thắng rất đẹp này của đội trưởng Hữu Thắng mà thôi. Và sau đây là bảng kết quả 5 trận đấu giải V-League 2 Bia Sao Vàng sau vòng đấu thứ 18. Chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng V-League 2 Bia Sao Vàng sau vòng đấu thứ 18. Tất cả những diễn biến mới nhất của guồng quay V-League 2 Bia Sao Vàng sẽ được FPT Play cập nhật liên tục trên các nền tảng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.